đúng là chắc là một loa Mỹ thật vậy, không lạc vào đâu được. Trước mắt các ba bài anh em, anh Nguyễn đang test và giới thiệu về một cặp loa cực kỳ cao cấp đến từ hãng JBL, được sản xuất tại Mỹ, do Mỹ. Thì đây là một dòng loa có model là Marlboro 215 bát 40 đem kèm, rất ngọt vang, nghe nhạc chuyên sâu và hát karaoke. Thì với dòng loa này, tiếng bát ra rất mềm và nhân, đánh rộng và sâu, nét đánh len keng, lời rõ và trong suốt, vừa nghe nhạc chuyên sâu được, vừa hát karaoke. Em về mà cặp loa thiếu thục số luôn nhá. Và cái đời này ấy, thì nó chỉ rất là Mỹ và do Mỹ, không có thứ hai luôn nhá. Nụ hoa yêu vừa hé, chỉ xin giữ ân tình mình em nhé, sống cho kỷ niệm. Xin tuyệt đối đẹp xuất sắc. Tuy hoa màu, tương lai mình cùng nhau. Rất hay. Biển cương không mây, xanh màu lá rừng, nơi đây đơn sơ. Đấy, mở rồ với nhá. 215 có cái bản 415 em ạ. Cái mở rồ bây giờ nó có đặc trưng riêng, nó có khối nhựa liền khối này. Đôi này có giá là 15 triệu thôi nhá, tại nhà 15.500 bao ship. Em bao đẹp cho bác xuất sắc luôn. Đôi này là số 2, lê không đôi là số 1. Hôm nay mùa đông, mai kia là thu đến, dù ngày đêm chinh chiến nó trau chuốt đến từng câu từ thôi nhá, từng lốt nhạc một mà nhớ nhiều là em. Đêm nay rất sâu sắc, gọn gàng, đều dài, âm thanh rất là thanh đồng. Nếu nghe tiếp gần như nó nhặt cho bắt từng sợi tần nó đến nó nghe phát thả từng cái một rồi không vẽ. Chưa đoạn cuối, ngày mai chép thêm vần vào em. Bây giờ phần 2 nhá, em sẽ quay lại thân bác xem độ nét căng nó như nào. Điện tử Hành Nguyễn xin mến chào tất cả các bác và anh em là những người đam mê âm thanh và yêu ca hát, đặc biệt là những bác mê mẩn bởi chất âm của loa JBL. Thì trong suốt thời gian vừa qua ấy, có rất nhiều bác muốn chơi loa Mỹ và có điện cho em cần tư vấn. Em Dây ơi, tìm cho anh một cặp loa Mỹ xịn, phải là JBL cũng nhá, được sản xuất tại Mỹ và có mức đầu tư là trên 1 triệu, vừa nghe nhạc hay, vừa hát hay, và bao phòng từ 20m² cho đến tầm khoảng 35m². Thì ngày nay em sẽ lên một cặp loa đáp ứng được mọi cái tiêu chí cũng như mong mỏi của các bác về cặp loa đó. Thì đây là cặp loa được sản xuất tại Mỹ và do Mỹ, đến từ hãng JBL và có model là Marlboro 215, một dòng loa chịu bát 40 và tép kèn. Thì với dòng loa này, các bác vừa nghe nhạc chuyên sâu từ nhạc trữ tình không lời, nhạc đồng quê, nhạc remix cực kỳ là chất chát nhá. Tiếng bát đánh rất là êm tai, đánh mềm, nó thả đúng là như quăng của đá trong ao nhá, nó mềm đấy. Và tép phải leng keng, lách cách. Karaoke thì cho lời rộng tiếng dài, đấy, ngọt ngào, sáng choang. Thì cặp loa này là cặp loa chỉ có sản xuất ở Mỹ thôi nhá, không như thứ hai. Nó là bản Marlboro. Bản Marlboro nó là bản VIP và bản cao cấp của Mỹ. Thì hôm nay em về là một cặp loa Marlboro 215 và một cặp nữa là Marlboro 212. Thì cái đôi 212 bắt 30 em sẽ lên sóng sau nhá, nó kế giống như con này nhưng em sẽ lên sau đấy. Thì dòng này em sẽ quay một cách cận cảnh cho bác xem nhá. Đầu tiên thiết kế về thùng vỏ, thùng vỏ của dòng loa ấy thì nó là thùng gỗ cao cấp này, đây gỗ rất dày nhá, gỗ bạch dương. Khi ta áp sát gần thì nó có mùi thoang thoảng, mùi thơm rất quyến rũ. Và biết rằng ấy, khi anh em mà chơi nhạc ấy đúng không, mà cộng cái mùi thơm ấy nó quyện vào nhau ấy, thì nó gây chúng ta rất nhiều cảm xúc thăng trầm khác nhau. Giống như các bác ấy được ngồi gần một cô gái đẹp, đấy, xinh xắn duyên dáng lại có mùi thơm mà thì đúng là không chịu được các nhá.
đấy, mê mẩn ngay. Cũng giống như các chị em phụ nữ mà ngồi gần dai đẹp, vừa thơm vừa đẹp, và lịch sự thì đúng không chịu được. Lịch sự đây chính là chất âm ấy nhá. Đấy, thì con này ấy, là thùng gỗ nhá, chắc chắn này, bọc lễ, tức mặc trên mình một chiếc áo choàng đúng không, và kích thước nó rộng là 46, sâu 35, cao 71, công suất là 250W cho đến 500W, đánh ở trở kháng 8 ôm, rất dễ ghép với đẩy âm ly nhá, âm ly 56 bánh bình thường thôi nhá, đẩy gì cũng được. Đấy, và cái bản mờ bồ đồ ấy, nó khác bọt với những bản khác. Các bạn nhìn này, nó thiết kế ở mặt trước ấy là một khối nhựa. Đấy, tính toán là sao nắp vừa cái bát vào và vừa cái tép vào luôn, tức cái mặt trước ấy chính là cái mặt để lắp loa, cũng là đồng thời là cái phễu kèn. Thấy cái bản mờ đồ nó sẽ đắt hơn nhá. Và tất cả ốc này là ốc chuột đồng hết này. Đấy, mình nhìn chưa, rất là lét đúng không, thùng trắng phau, tay sách đẳng cấp luôn, màu bồ đồ chữ vàng au coi nhá, đỏ au rất là đẹp đúng không, sắc nét chưa hàn ối cả, độ đẹp con này tầm 98% ạ. Đấy, thơm lức mùi Mỹ, vàng vàng thơm. Phân tần hai lớp đó nhá, lớp trên này thì có một cái hai ống bun và một cái điện trở, sau là con cảm và các tụ điện làm nhiệm vụ, tức là tính toán về giải âm dây dợ chất chất. Thì cái phần tần này nhá, nó chính là trái tim của dòng loa JBL đấy. Đấy, để điều âm rồi phối khí các kiểu. Mà này bông của nó màu lông chuột nhá, rất đẹp. Bông này chống ô nhiễm môi trường. Logo JBL nổi bật đây. Tay sách ngang có cái này. Và hỗ trợ cả giá ba chân đây. Bảo anh em nhá. Đấy. Và đây chính thông số nhá. Đấy, Marlboro 215. Đấy, sản xuất tại Made in USA. Make in USA các nhá. Đấy, Marin Nusa. Đấy, hai cổng vào. Con này thì nói chung nó rất hiếm nhá. Em cũng bán rồi nhưng mà từ khi bán hàng rồi thì chắc là bán được khoảng 5 đôi mà. Cùng lắm 5 đôi, không có nhiều đâu. Đấy, con này đúng tiêu chí của anh em đặt ra đây. Đẹp nhá, thùng thành đẹp, tất cả như mới. Rồi, thì em nói rồi, cái bản ấy, cái mản này ấy, thì nó chỉ có làm ở Mỹ thôi. Không có nước thứ hai, thứ ba. Đấy, bác nhớ nhá. Mà cái bản này thì nó thường dụng là từ thép trắng. Đấy. Đầu tiên cặp tép. Thì cặp tép này nó sử dụng có nhiều loa, ví dụ TR125 này, TR225 ấy nhá. Rồi là MDD225, MBD225. Rồi là những dòng như là GX15, 12 thì đều sử dụng của tép này. Nhưng khác biệt là cái đời này thì nó là từ thép trắng. Đấy nhá. Còn kia có thể từ 7 màu. Đúng không ạ? Made in Russia. Mã tép là 2412H. Từ 9 họng 2.5. Này tép ra rất là leng keng luôn nhá, lách tách. Anh nhìn này, cái chất lượng nhôm nó thấy đẹp không? Đẹp không ạ? Sắc sảo nhá. Đấy, em còn cặp đôi 30 nữa, giống cái này nhưng em sẽ lên sóng sau. Thì giá nó sẽ mềm hơn con này luôn nhá. Mà đẹp như này luôn. Bác có nhớ là đẹp như này luôn nhá. Rồi. Thì đây là cái cỏ tép đó nhá. Cỏ tép của nó. Mát nó là từ 16 họng gần 70. Từ thép trắng. Rất đẹp nhá, trùng quen ố. Trắng bốp thôi nhá. Mã là 115-8A-8U. Made in USA. Rất đẹp. Anh nhìn cái xương này chưa bị han. Sơn tĩnh điện chưa bị han này. Bóng liễng. Dấu má đầy đủ thôi nhá. Hàng lét căng luôn. Hàng này em bao đẹp anh như mới này. Mã màng này. Keo trắng chấm xanh này. Nhẹm anh nhìn này. Khố đét. Thẳng tưng. Đấy. Khố đét thẳng tưng thôi nhá. Độ dai rách còn cao. Con này các bác cứ mua về chơi thoải mái này, còn nguyên cả bụi thời gian này, bụi Mỹ này. Đấy, bụi Mỹ đây. Thấy chưa? Mới là nó quá thật luôn. Nó quá phê về độ đẹp luôn mà nhá. Cái đẹp hay không mà phải quay chi thế này đúng không? Còn có khi cứ quay ngoài để nói thì nó cũng đơn giản thôi. Còn trăm hay không bằng một thấy, mà trăm thấy không bằng một sờ, mà trăm sờ không bằng cái quặp đó nhá. Thì quặp luôn. Con này nó gân độ tầm dầu 3 sóng đó nhá, mang sóng, gân độ bền cơ học cao. Offer của em 12 vú em đổ ao cái này. Như gái 18 lấy chồng rồi, bị chồng bỏ. Lại bị chơi rồi quá nhá. Đẹp xuất sắc. Này nói là chị em nghe ghét lắm ấy. Ok, các ông thì sướng tiếp mắt mà các bà nghe em nói này ghét lắm. Đấy. Ok. Tiếp của bát 2 quá nhá. Chắc pop. Made in USA, Merin USA quá nhá. Đấy, mỗi người đọc một kiểu. Từ 9 họng gần để 70.
tất cả bên này. Không lỗi lầm nhỏ nhé. Không có lầm nhỏ luôn. Mã màng. Đẹp không ạ? Hãy đẹp cho em một like nhá. Bên em thì bán cơ bản là nó cẩn thận. Cái túc tắc đôi một thôi, nhưng bán đôi nào nó chắc đôi nhá. Tại anh em khi quay lên này thấy nó ưng thì chốt thôi. Về được một cặp đó nhá. Đấy. Về là một cặp đó nhá. Bắt đầu mà chốt chốt luôn đấy. Giá em thông báo luôn đó nhá. Những cặp non đẹp không tì vết như này. Đấy. Thì bên em vẫn áp dụng cái giá rất bình dân thôi. 15 triệu tại nhà có nhá. 15 triệu 500 bao ship. Còn các bác bao ship phải tùy bác thôi. Còn em cứ tính là 15 triệu tại nhà. Và vẫn tặng cho bác một cặp dây. Còn đối với loa Mỹ thì em xin thưa các bác này, nó là hàng bãi, hàng đã sử dụng rồi. Thì có thể này, lúc nó đắt bác nhá, lúc nó rẻ. Đấy, nhưng nếu hai cái cùng chất lượng với nhau thì mới đánh giá được bác nhá. Còn loa của em thì bác đừng so, có những đôi loa nó xấu hơn thì nó rẻ hơn được 500 một triệu. Đấy, hoặc 2 triệu, thậm chí 3 triệu bác nhá. Hoặc là 4 triệu nếu mà làm lại tất cả bát tép này đúng không? Đấy, thùng thiết cái xấu thì nó rẻ hơn vài triệu. Thì bác cũng không nên so sánh đấy. Còn nếu mà so sánh thì bác phải xem kỹ cái video của em, đúng không? Hãng nên so sánh giá cả. Bởi vì loa Mỹ nó cần đến độ tức là đẹp này, zin này, hoạt động tốt này, chuẩn chỉ không nhá. Thì còn nhiều anh em thì cứ quay ngoài của nó zin xịn thì không tin được bạn. Đấy, còn tây phải tính đúng không? Bụng cứ rốn. Thế này em quay kỹ lại, anh em nào chốt thì chốt thôi nhá. 15 triệu là em bán tại nhà, 15 triệu 500 bao ship. Và tặng anh em một bộ dây loa. Đấy, loa xịn mới nhá. Mọi anh tin mua sắm phối ghép, các bác liên hệ với em thoại 0936 583 110. Anh Nguyễn giao hàng toàn quốc đó nhá. Em chào các bạn.